Dạ. Nay sắp rồi hả? Dạ hôm nay con hôm qua. Tí rồi. Bữa nay hả? Bữa nay á. Dạ hả? Xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video trên kênh Phú Quốc Quê Tôi. Chúc cả nhà mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi xem cuộc sống của bà con ở xóm biển cả nhà. Mình sẽ phụ giúp bà con mình gỡ cá, xem bà con mình đánh lưới cá chích cả nhà. Bây giờ vào mùa lưới cá chích rồi, nên bà con mình đi đánh lưới cá chích rất là nhiều. Mình đi xuống dưới đó mình quay cho cả nhà xem nha. Video hôm nay thì mình cũng xin được cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Phú Quốc Quê Tôi. Và mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Tam ở bên Mỹ cả nhà. Anh có gửi cho mình $100 ủng hộ tiền xăng dầu và tiền đi lại cho mình để mình làm video. Thì mình cũng ở video này thì cũng xin được gửi lời cảm ơn anh Tam nha. Anh Tam ở bên Mỹ cả nhà. Rồi. Giờ thì mời cả nhà mình cùng đi chung với mình nha. Cái lưới rùng đây. Cái lưới rùng hả? Cái lưới rùng mới kéo hồi sáng này ha. Cá nhiều quá ha. Cá này mà nhiều. Cá lớn thì cũng là có đầy. Có mực nữa. Lâm tâm đó. Hôm qua ở chợ bán một bộ mực. Lưới rùng này mình kéo buổi sáng ha anh? Có kéo nè. Buổi chiều có kéo không anh? Không có quá mà kéo đèn ra. Ô con có một quá trời luôn kìa. Cái dẫu hả? Dẫu. Một quá trời luôn. Hồi có kéo nữa không anh? Không có người xả lưới đó. Hay hơn, hay hơn có gì mà không có không vô, bỏ cái gái vô đi, bỏ cái heo vô. Cái đục nó nhỏ. Trời. Hay con ăn cá gỏi bông. Dụ mình treo lưới. Giờ dụ mình treo lưới. Hôm nay trời đẹp. Cái
cây để người ta kéo lưới rùng nè cả nhà. Mấy con gà nó đã. Này có cá không anh? Chưa mới nhiều. Quay á, chưa á. Chưa hả? Chưa. Có 1 2 giờ á. 200 kg. Quay á, chưa có 1 2 giờ lại. Dạ. Cá nhiều á. Bây giờ có cá nhiều không? Chưa. Có 1 giờ mới có 1 giờ lại. Dạ. Mấy bữa nay trúng cá chích không anh? Trúng. Mấy bữa nay trúng. Trúng chưa á. Nhiều á. Thì đó khói làm 2 trụ. Bữa nay có không chú Hưng? Không có. Hả? Nay sắp rồi hả? Sao hôm nay không đi quay? Dạ hôm nay hôm qua con đi xuống dưới này mà kêu là nước chảy quá nghỉ á. Đâu đi mà hôm nay đi nước cái chích nè. Gì hả? Ừ. Con xuống mà sớm lắm, thấy thúng chưa vô con hỏi mấy cô nó bên đây nước chảy nên không có ai đi. Lúc này vô cái chích hả chú? Cái chích không à. Chiều á, chiều đàn á nó quánh chiều vô cái chích nhiều. Dạ, đổi buổi hả chú? Ừ, đổi buổi. Sáng lúc này vô sớm quá ha. À, đi lưới này vô sớm hơn lưới kia. Dạ. Lưới này đánh cá chích hả chú? Lỗ nhỏ hơn lưới kia hả? À. Trên này buổi sáng ghe mành với lưới thân gì có vô không chú? Gì hả? Giờ này chưa vô đâu. Thân bên đây nó đang nước chảy không nổi. Gì hả? Bữa nay chủ yếu là cá liệt ha. Ra trong đèn về đây đậu nhiều quá ha. Nè, cái chích đúng nè. Của mình vũ với là nó xuất ra hả chú? Cá liệt. Cá liệt nè. Cảnh sáng nay thật là yên bình. Bữa nay con bi đâu ta? Bữa nay con bi nó có xuống đây hả anh? Đi về. Đi về hả? Chắc mình đang nghĩ được chưa?
cũng rất là sớm luôn, 6 giờ mình đã xuống dưới này mà mấy anh đã đánh xong hết rồi. Theo hướng đường mình thúng. Được dưới đây đi ha chú. Bữa nay hả? Mới nãy á. Dạ hả? Chở lên chợ hả? Bữa nay đánh lưới cá chích rồi hả chú? Không phải là lưới bữa trước nữa hả? Không. Lưới cái chạy quá. Gì hả? Chiều có đi nữa không chú? Đi. Chiều đi nữa hả? Không rồi, đi nữa. Dạ. Căng lưới rồi, gỡ rồi. Thao cá chích. Tế. Mấy chú kia bữa nay có đi không ta? Chú Hạnh gì đó bữa nay có đi không chú? Ở dưới hết rồi. Gì hả? Quấn lại hết rồi. Ô, mấy anh đẹp trai. Ồ, cái anh gì bữa gần gần đây bảo nay anh vô thấy gì nè, đúng của anh đó không ta? Chào mấy anh đẹp trai. Mấy anh đẹp trai. Đó, mướn nhân viên không? Cái chích. Mày có bắn không bạn? Mày bắn không? Hai cái bóng. Mình có con cá hố. Cá hố. Ra trong đây.
cái chỉ vàng. Này là cái chích, cái chích của chú. Chờ đó, mua được một bọc cá liệt nè, về nấu hành ngò ăn. Như thế 10 ngàn. 10 ngàn. Dạ. Cá lứ. Quay tự nhiên đi. Quay thoải mái không? Dạ dạ. Dạ. Cá luôn. Này đánh rất chiều không anh? 10 giờ. Cách chích. Cục luôn. Thank you.
Thường đông á anh, lưới là đánh 3 giờ 2 giờ sáng không? Rùng mà chiều nó kéo đi. Nó rùng mấy giờ nó kéo đi. Sớm dữ ta. Trường chứ không? Sớm dữ ha. Thì sớm chứ vì trời trễ người ta kéo gì. Sớm. Đi lên trên làm dầu đi hồi 4 giờ rưỡi lên đó cũng không kịp. Cá cá mạnh đi vô hết trơn. Có đánh đánh cá cá câu qua cho nó quay cá câu với lại quay là cá mành á lên nó cũng không trễ luôn.
Tại em không biết giờ đó. Biết giờ là mình đi mình chính xác, không biết giờ trong giờ là mình đi nó dễ hơn. Đi tranh thủ đi sớm mà. Cũng không có biết cho nó như thế nào. Chạy lên một bữa cũng đâu có quay được gì đâu. Biển động á. Ngay trước đây thì anh đi ở trường rồi, anh có cái vườn rồi. Đừng có đi qua một bên kia, bên Hà Minh đúng không?